Cô chào các em nhé. Tối hôm nay cô sẽ giải cho các em đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 10. Cô sẽ giải cho các em mỗi môn 5 đề để cho những bạn nào mà muốn chinh phục trước đề thi học kỳ 1, muốn có được điểm số cao trong kỳ thi học kỳ 1 thì các em có tài liệu để các em học. Và những cái nào mà gọi là kiến thức mới thì cô sẽ hướng dẫn cho các em, hướng dẫn thật kỹ. Tức là 3 đề đầu tiên cô sẽ giảng chậm, rồi đến 2 đề kia nâng cao hơn thì cô sẽ giảng nhanh hơn tí xíu nhé. Còn những cái nào kiến thức cũ, tức là đã học ở giữa kỳ 1 rồi, đã thi rồi thì các em phải comment đáp án cho cô nha. Đề thi học kỳ 1 của chúng ta từ bài 1 cho đến bài 24 trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta đi vào giải phần trắc nghiệm trước, 6 điểm em nha. Câu số 1, hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực. Như vậy đây là một bài mới các em nhé. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều. Đây. Cái này các em mở sách giáo khoa ra highlight cho cô nè. Sách giáo khoa trang... Đây. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực như thế nào các em? Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, học thuộc luôn nha. Cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Ở đây các em nhìn thấy này, cho cô F1 với F2 nó như thế nào. Nó song song cùng chiều với nhau. Và hợp lực của nó là gì em? Cũng là một lực song song cùng chiều luôn. Và có độ lớn bằng F1 cộng F2. Các em phải nhớ cái hình này nha. Nhớ cái hình này để vô chúng ta làm bài tập. Nếu như các em lỡ các em không thuộc cái này thì các em nhớ cái này để làm trắc nghiệm nha. Như vậy thì ở đây là hợp lực đó phải như thế nào em? Song song cùng chiều đúng không? Chỗ này ngược chiều, chúng ta loại đáp án của em đi, nhanh cho cô nè. Và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy. Như vậy đáp án của chúng ta là câu C. Địa lý rất là dài, các em làm trong 60 phút hầu như là không xong đâu. Cho nên các em cần phải học thuộc những cái này nha, để chúng ta vô làm cho nó nhanh. Các em thấy những từ nhiễu không? Lúc thì ngược chiều, lúc thì cùng chiều, xong rồi tổng hiệu nữa. Như vậy chúng ta không thuộc bài này chúng ta không có làm được. Câu số 2 nhé. Cô quên chỉ trong sách giáo khoa trang mấy nha. Là trang 105 các em nhé. Trang 105. Những cái khái niệm này các em phải học thuộc nha. Một vật có khối lượng M bằng 5 kg. Chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, biết hệ số ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt chúng ta đọc là mu nha em. Mu. Hệ số ma sát trượt là bằng 0,25. Lấy G bằng 9,8 mét trên dây bình. Độ lớn của lực ma sát trượt có giá trị là, như vậy ở đây chúng ta người ta hỏi là F ma sát trượt bằng bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ qua cái bài ma sát trượt, có một số trường sẽ học rồi nhưng mà có một số trường là chưa có học các em. Đây. Chúng ta có công thức F ma sát trượt là bằng nguy trượt ha, nhân cho N. Ở đây N là bằng gì em? Trong cái vật lý lớp 9 của chúng ta đã học là gì? N sẽ bằng B, tại vì vật này như nè, nằm ở mặt phẳng nằm ngang, cho nên B bằng N bằng gì luôn? Bằng M nhân G. Ở đây chúng ta có F ma sát trượt là bằng nguy nhân cho N. Nguy của em bằng bao nhiêu? 0,25. N của chúng ta là bằng MG, như vậy là bằng 5 nhân cho 9,8. 9,8 nhân 5 là 49. 0,25 nhân cho 49. 12,25 các em. 12,25 Newton. Như vậy đáp án của chúng ta là câu D. Rồi chúng ta qua câu 3 nha. Đề học kỳ 1 thì không khó lắm, nhưng mà kiến thức rất là nhiều, cho nên đòi hỏi các em phải ôn tập. Câu số 3 các em. Một vật chuyển động tròn đều. Như vậy đây là bài chuyển động tròn đều. Cái bài lúc nãy hệ số ma sát trượt các em là nằm trong sách giáo khoa trang 76 nha. Các em highlight lại, các em học đi nha. Chuyển động tròn đều trong thời gian 2 phút. Như vậy thì T là bằng 2 phút. 2 phút các em phải đổi ra giây nha. Đổi ra là 120
20 giây thì vật chuyển động được số vòng N bằng 240 vòng. Với tần số, như vậy thì người ta hỏi là tần số chuyển động có giá trị là bằng bao nhiêu, F bằng bao nhiêu Hz. Ở đây thì nếu như bạn nào mà còn nhớ công thức thì chúng ta sẽ lấy F bằng N chia T. Còn bạn nào không thuộc thì chúng ta sẽ đọc lại cái tần số là gì. Tần số là số vòng mà gì em mà vật quay được trong một giây. Như vậy thì số vòng là N quay được trong một giây là chia cho T. Đó, F bằng N chia T. Bài này là bài cũ cho nên cô sẽ không đọc sách giáo khoa cho em nha. Ở đây chúng ta có N là bằng 240. 240 chia cho 120, kết quả là bằng 2 Hz. Đáp án của chúng ta là câu 3. Và A. Câu số 4 nhé. Câu số 4 này, bài này chúng ta cũng đã học rồi trong video. Cô đã giảng rất là kỹ và rất là nhiều bài tập ở trong đây. Chúng ta học video đó hình như là hơn 1 tiếng lận. Là bài gì em? Định luật 1, 2 Newton á. Nè, định luật 1, 2 Newton, cô giải cho các em 15, 16 bài gì đó. Ở đây chúng ta có nè, một vật có khối lượng M, F, đúng không? Có độ lớn F với gia tốc là bằng 0,5 mét trên giây bình. Cho qua đáp án đi, chắc là có nhiều bạn ra rồi đó. Nếu như các em học video đó là các em ra rồi. Khi độ lớn của vật, tức là độ lớn lực này tăng lên gấp 2 lần, tức là F phẩy lúc này nó bằng 2 lần F, thì gia tốc của vật bằng bao nhiêu? A phẩy bằng bao nhiêu? Cô có hướng dẫn cho các em rồi. Khi mà F tăng lên N lần thì A cũng tăng lên N lần. Với một vật có khối lượng M, tức là khối lượng không thay đổi em ha, thì khi lực tăng lên N lần thì A cũng tăng N lần. Ví dụ như F của chúng ta tăng lên 3 lần, đúng không? F phẩy là bằng 3 lần F, thì A phẩy nó cũng sẽ bằng 3 lần A. Ở đây chúng ta có F phẩy thì bằng 2 lần F, thì A phẩy của em nó sẽ bằng 2 lần A. A của em là 0,5, như vậy 2 nhân 0,5 là bằng 1 mét trên giây. 1 mét trên giây bình. Chúng ta chọn đáp án là câu D. Còn những bạn nào mà không biết nữa, tức là không nhớ nha, các em tốt nhất là nên nhớ đi. Còn nếu lỡ đâu mà gặp tự luận á, thì các em sẽ ghi như thế này. F của chúng ta là bằng M nhân A, đúng không? Đó, từ đây các em suy ra M là bằng F nha, chia cho A. Mà F phẩy thì bằng M nhân cho A, A phẩy. Từ đây các em thay M này vào thì bằng F chia cho A nhân cho A, A phẩy. Mà F phẩy của em thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2 lần F, đúng không? Cái F này rút gọn với cái F này, như vậy thì A phẩy của em sẽ bằng gì? A nhân cho 2, đúng không? Là bằng 2. 2A nó cũng gấp đôi. Tại vì F phải gấp đôi F thì A phải cũng gấp đôi A. Tại vì F với A như thế nào nhỉ? Định luật 2 của mình đó, tỷ lệ thuận, đúng không? Rồi chúng ta qua tiếp câu số 5. Number 5. 5, 6 luôn nha. Dành cho những bạn nào đã học bài chuyển động tĩnh tiến rồi thì em sẽ làm được cái câu này, khái niệm thôi em. Chuyển động tĩnh tiến của một vật rắn thì đường thẳng nối hai điểm bất kỳ của một vật luôn luôn như thế nào đó. Như vậy thì cái này các em đọc cái câu chuyển động tĩnh tiến là gì, cái bài chuyển động tĩnh tiến là gì nhé. Bài này thì trang 3 này, bài gần cuối của chúng ta rồi em. Trong sách của nhầm. Chuyển động tĩnh tiến của vật rắn, bài 21, trang 111 em. Đây. Người ta ghi luôn cái câu khái niệm nè. Các em highlight vào nha. Chuyển động tĩnh tiến của vật rắn là một chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kỳ của một vật luôn song song với chính nó. Đấy. Như vậy thì luôn song song với chính nó. Các em nhớ cái câu đó nha. Tại vì người ta ghi hết cái câu đó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ ghi là luôn song song với chính nó thôi. Đúng không? Như vậy đáp án của em là câu C. Khái niệm thì học thuộc thôi em.
Câu số 6. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là biểu thức tính độ lớn của lực hướng tâm? Độ lớn của lực hướng tâm, bài này chúng ta chưa học, chúng ta chỉ mới học gia tốc hướng tâm thôi. Còn độ lớn của lực hướng tâm chúng ta chưa học nha. Đây, lực hướng tâm thì các em highlight cho cô trong sách 80 nha, trang 80. Đây là tất cả những công thức về tính độ lớn của lực hướng tâm. Đó. Như vậy F hướng tâm sẽ bằng M nhân cho A hướng tâm. Từ đó các em suy ra những cái công thức A này, gia tốc hướng tâm thì chúng ta đã học rồi đúng không? Bằng V bình chia cho R đó. Cho nên chúng ta sẽ thay vào ở đây thôi, bằng M nhân cho V bình chia cho R, tại vì A hướng tâm của mình là V bình chia R. Và A hướng tâm của em còn bằng gì nữa? Bằng omega bình R nữa. Tại vì sao? Tại vì cái V của em á, là bằng gì? V của em là bằng omega R đó. Cho nên người ta thay vào thôi, đúng không? Bằng M nè, omega R tất cả bình phương chia cho R. Ở đây chúng ta có R này với R dưới này rút gọn, như vậy còn một cái R đúng không? Như vậy còn M bình, M omega bình nhân cho R. Tức là các em chỉ cần nhớ gia tốc hướng tâm mà chúng ta đã học trong chuyển động tròn đều thôi, thì các em sẽ suy ra được những cái công thức này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua xem công thức nào không phải nhé. Thứ nhất, F hướng tâm sẽ bằng M omega bình R, có không em? Có. À, cô ghi lại cho các em nè. F hướng tâm nè sẽ bằng M nhân cho gia tốc hướng tâm, bằng M gia tốc hướng tâm của em thì bằng EV bình chia cho R. Rồi omega của em, V của em sẽ bằng gì nữa? M omega bình nhân R. Như vậy thì ở đây chúng ta có M nhân cho A hướng tâm, có nè. Rồi, M omega bình R có không? Có. Rồi M V bình R có không? Có luôn. Như vậy chỉ có câu B là không phải thôi nhá. Các em chỉ cần nhớ một công thức này với lại cái công thức A hướng tâm trong chuyển động tròn đều là các em sẽ làm được câu số 6 này. Câu số 7, câu số 8 luôn đi. Vector vận tốc trong chuyển động tròn đều. Như vậy là đây là bài chuyển động tròn đều, đó là kiến thức cũ của em nhé. Cùng phương với chiều, cùng phương cùng chiều với vector gia tốc của chuyển động, cùng phương với bán kính quỹ đạo, hướng vào tâm của quỹ đạo, các phương tiếp tuyến với đường tròn của quỹ đạo. Nếu bạn nào nhớ được cái hình đó thì các em sẽ làm được cái câu này. Đáp án của chúng ta là câu D nhé, câu 7 đi. Các em có cần lật qua sách giáo khoa không? Đây, bài chuyển động tròn đều của chúng ta là trang... Đây. Em học các em phải nhớ nó nằm trong sách giáo khoa trang mấy nhé. Ở đây thì chúng ta xem nè, cái đường tròn của mình á. Đây nè. Đây, đường tròn này đúng không? Như vậy các em thấy nó vuông góc với bán kính không? À, chúng ta học trong lớp 9 rồi, vuông góc với bán kính, cái đường này nè. À, tiếp xúc với đường tròn vuông góc với bán kính. Như vậy thì đây là tiếp tuyến. Vậy cái vector V này là gì em? À, là tiếp tuyến với cái đường tròn quỹ đạo này. Là câu D nhé, 7D. Câu 8. Chọn phát biểu sai khi nói về trọng lực. Cái này chúng ta cũng đã học trong định luật 1 2 Newton rồi. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Đúng không em? Đúng, quả đúng. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn. Đúng luôn. À, tại vì các em chưa học đến bài lực hấp dẫn, sau này các em học thì các em sẽ thấy thì là lực hấp dẫn cũng là lực hút của cái này. Trọng lực nó cũng là gì em? À, lực hút của trái đất đó. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật. Câu này thì chúng ta đúng luôn, học trong định luật 1 2 Newton có luôn. Câu D, phương và chiều của trọng lực phụ thuộc vào khối lượng của vật. No, dù là khối lượng bao nhiêu thì phương chiều của trọng lực nó vẫn vậy đúng không em? Rồi, câu 8 là câu D sai. Em có cần cô mở qua bài trọng lực không, định luật 1 2 Newton nữa em? Ở bài này cô sẽ đi coi như là giúp các em ôn tập nha. À, đâu rồi nhỉ? Đây, trọng lực. Đây, trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên một vật và gây ra gia tốc rơi tự do cho vật. À, cây nào cây này, câu này đúng nè, đúng không? Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống dưới đặt vào một điểm của một vật, gọi là trọng tâm. À, như vậy thì người ta đâu có nói gì đến khối lượng đúng không?
Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng. Người ta không có nói gì về khối lượng, người ta tùy thuộc vào khối lượng hết. Nó luôn luôn là phương thẳng đứng. Rồi chúng ta qua tiếp câu số 9, câu số 10. Một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc là 6 mét trên giây so với dòng nước. Như bài bài này là gì đây em? Bài này là bài gì? Công thức cộng vận tốc đúng không? Ở đây chúng ta có một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc là 6 mét trên giây so với nước. Như vậy là vận tốc của thuyền so với nước là bằng 6 mét trên giây. Biết dòng nước chảy với vận tốc 4 mét trên giây. Như vậy là V của nước so với bờ đúng không nè? À, nước so với bờ là 4 mét trên giây. Thuyền chuyển động cùng chiều. Lưu ý chuyển động cùng chiều. Cùng chiều thì chúng ta dùng công thức gì em? Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ là bao nhiêu? Thuyền so với bờ bằng bao nhiêu? À, ở đây chúng ta có công thức là V thuyền bờ là bằng gì nè? Cô ghi ra vector luôn nha. Còn cùng chiều thì chúng ta bỏ vector thành dấu cộng rồi. Tràn nước vào thì sẽ bằng V thuyền nước cộng với V nước nước bờ. À, nhưng mà do đây chuyển động cùng chiều, chúng ta chọn chiều dương là chiều chuyển động luôn. Thì V thuyền bờ nó sẽ bằng V thuyền nước cộng với là V nước nước bờ. Thuyền nước của em là 6 cộng cho 4 là bằng 10 mét trên giây. Đáp án của chúng ta là câu 9A. Câu 10 nha. Thì bạn nào khi cô giải đề cuối kỳ á, mà bạn nào cảm thấy mình yếu phần nào thì các em cứ lấy video đó ra các em giải bài tập thôi. Thì mỗi video cô làm rất là nhiều bài tập, 15 đến 20 bài thì các em đủ để các em ôn tập rồi. Để tổng hợp hai lực có giá đồng quy thì ta dùng. Cái này chúng ta cũng đã học trong bài tổng hợp phân tích lực rồi. Tổng hợp hai lực có giá đồng quy thì ta dùng gì? Quy tắc gì em? Quy tắc hình bình hành đúng không nào? Hai lực đồng quy là hai lực như thế nào? À, nó giao nhau tại một điểm đó. Như vậy chúng ta dùng quy tắc hình bình hành, tức là chúng ta vẽ những cái đường thẳng song song đúng không? Ở đây cô vẽ một cái song song không? Không song song các em nha, đại khái là như thế này. Chúng ta sẽ dùng quy tắc hình mà cái hình nó không có ra hình bình hành với vẽ không có được. Đây, để cô mở sách giáo khoa cho các em nha. Tại vì ở trong đây vẽ một cái hình rất là khó. Đây là bài tổng hợp và phân tích lực, bài 30. À, cái này công thức cộng vận tốc rồi. Đây, chúng ta có bài tổng hợp và phân tích lực. Trang bài số 9 các em. Rồi. Quy tắc hình bình hành. Người ta dùng gì? Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kể từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng. Câu này thì cô cũng có yêu cầu các em học thuộc rồi. Như vậy chúng ta sẽ dùng quy tắc hình bình hành để tổng hợp hai cái lực đồng quy đó nha. Đáp án của em là câu B. Câu 11 và 12 cho cô đi. Về lý thuyết, chọn phát biểu đúng khi nói về ngẫu lực. À, ngẫu lực cũng là một cái bài, sorry game, bài mới gần cuối của kỳ 1 luôn. Ngẫu lực là hệ hai lực gì đó. Thì chúng ta sẽ đi qua sách giáo khoa nha. Các em chịu khó cùng với cô highlight sách giáo khoa để khi các em cần ôn tập những cái gì các em thấy highlight thì các em ôn trước. Ồ, cô bấm đi đâu vậy? Đây các em, ngẫu lực là hệ hai lực như thế nào các em? À, hệ hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau cùng tác dụng vào một vật. Đấy, các em phải học nhé. Như vậy câu hỏi ở đây người ta yêu cầu mình là phát biểu đúng khi nói về ngẫu lực. Ngẫu lực là hệ hai lực như thế nào các em? Song song và ngược chiều đúng không nào? Song song chứ không phải là vuông góc nè, vuông góc là loại nè. Cùng chiều loại luôn nè. Tác dụng vào gì? Một vật thôi chứ không phải tác dụng vào hai vật, như vậy loại luôn. Còn câu 11C là đáp đúng nhất. Câu 12 nè. Chuyển động rơi tự do là chuyển động gì? Mình cứ học chậm chậm thôi em, không cần phải nhanh quá đâu. Đây là đề giống như là ôn tập thôi mà.
Qua đề 4, đề 5 là cô sẽ giải cái tốc độ ha, cô cho các em làm bài thi thử luôn, chấm điểm luôn để xem ở các em làm, các em học đề 1, đề 2, đề 3 có kỹ không. Chuyển động rơi tự do là chuyển động rơi tự do các em nhé, bài này bài rơi tự do. Nhanh dần, nhân đều đúng không? Chuyển động thẳng nhanh dần đều chứ không phải là có vận tốc ban đầu khác không, chậm dần đều, sai thẳng đều, sai luôn. Câu 13, bài này kiến thức cũ, cô không mở sách giáo khoa. Chọn phát biểu sai khi nói về độ lớn của lực ma sát trượt. Bài này cũng gần gần mới. Như vậy thì các em sẽ đi chọn những cái đúng trước cũng được ha. Được tính bằng công thức này đúng không? Câu D đúng nè. Nãy chúng ta mới học xong. Tỷ lệ với độ lớn của áp lực đây. À, tỷ lệ với độ lớn của áp lực đúng đúng không nào? Đó. Câu B không phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. À, đây là lực ma sát trượt, chắc chắn nó phải phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc chứ, đúng không em? Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc thì đúng nè, và tốc độ của vật, tại vì người ta không có đề cập tới. Như vậy ở đây đáp án B là đáp án gì? Là nói sai về lực ma sát trượt. Bây giờ cô sẽ mở sách giáo khoa cho các em. Tại vì những kiến thức này khi các em thi á, là nó nằm hết trong sách giáo khoa. Đây. Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào cái câu nè, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật là đúng nè, tỷ lệ với độ lớn của áp lực đúng nè, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc, còn của chúng ta hồi nãy là không phụ thuộc. À, các em thấy không? À, khi cô giải cho các em, cô dạy cho các em là cô hay highlight những cái phần này nè, như vậy thì các em cũng phải highlight vào nha, tại vì khi thi thi người ta sẽ hỏi em những cái như thế thôi. Câu 13 là câu B nha. Câu 14 nè, khi các em ôn tập như thế này là xem như là các em đã học hết cuốn sách giáo khoa rồi đó. Hồi nãy cô làm mất cái bảng rồi. Câu 14. Câu 14 các em cũng làm được. Một vật chuyển động được coi là chắc điểm khi nào? Khi nào các em? À, khi kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi của vật. Đây là bài kiến thức cũ nên cô sẽ không mở sách nha. Bài 1 luôn. Bài chắc điểm luôn. Bài 15. Tại một nơi nhất định trên trái đất và ở gần mặt đất thì một nơi nhất định trên trái đất ở gần mặt đất thì các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g đúng không? Cùng một gia tốc, còn cái này là khác gia tốc nè. Vật có khối lượng lớn hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn không phải? Nó sẽ rơi với cùng một gia tốc. À, sẽ có bạn sẽ không có nhớ cái câu này đâu ha. Đây, những đặc điểm của gia tốc rơi tự do các em. Tại một nơi nhất định trên trái đất và ở gần mặt đất thì các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g. Như vậy các em chỉ cần học cái câu này là các em sẽ loại ra ba cái câu B, C, D, đúng không? À, lúc nãy là sách giáo bài này là bài rơi tự do sách giáo khoa trang 26 các em nhé. Câu 16 chọn. Chọn câu đúng khi nói về lực và phản lực. Lực và phản lực trong định luật 3 Newton. Khi tương tác phản lực xuất hiện trước lực, à, tức là phản lực xuất hiện trước lực. Lực và phản lực là hai lực cân bằng. No. Khi tương tác xuất hiện trước, khi tương tác thì lực xuất hiện trước phản lực, no luôn. Lực và phản lực là hai lực trực đối, các em lưu ý là hai lực trực đối chứ nó không có cân bằng với nhau nhé. À, hai lực này là hai lực trực đối, nó khác với cân bằng nha. Bài này chúng ta học rồi nên cô không mở sách nha. Câu 17. Để cho một chất điểm, cái này trong bài định luật 1 2 3 Newton các em lưu ý nhé, lực và phản lực. Để cho một chất điểm ở trạng thái cân bằng thì hợp lực của lực tác dụng lên nó. À, hợp lực phải bằng gì em? Cân bằng nè, chúng ta làm toán trong bài định luật 2 Newton rất nhiều đúng không? Là hợp lực phải bằng bằng không. Câu 18. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt trăng đế, như vậy thì đây là bài gần cuối của chương trình học kỳ 1 của chúng ta. Cô sẽ mở sách cho các em. Vậy người ta hỏi là điều kiện cân bằng của một vật có mặt trăng đế nhé.
Đây nè. Lúc nãy cô cũng bấm 109 mà sao nó không ra nha. Cái này người ta nói mặt trăng đế là gì? Còn điều kiện cân bằng của một vật có mặt trăng đế nè. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt trăng đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt trăng đế. Như vậy bây giờ chúng ta xem thử nè. Phải xuyên qua mặt trăng đế, đúng không? Điều kiện cân bằng của một vật có mặt trăng đế là giá của trọng lực phải như thế nào? Đây. Phải xuyên qua mặt trăng đế. Đáp án của chúng ta là câu C. Ok. Câu 19 nè. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như thế nào nha? Câu này nè, trong bài 2 luôn. Tốc độ trung bình phải như nhau trên mọi quãng đường. Câu 20. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì vector gia tốc với vector vận tốc. Như vậy người ta hỏi về vector gia tốc với vector vận tốc các em nhé. Nhanh dần đều. Như vậy ở đây chúng ta khi chúng ta có A dương thì V cũng dương. Nhưng mà hai cái này như thế nào em? Cùng chiều với nhau đúng không? Vector gia tốc luôn cùng chiều với vector vận tốc. Bây giờ chúng ta qua tiếp cái phần tự luận nhé. Chúng ta đi vào câu đầu tiên các em. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định hay là quy tắc moment lực. Khi nói về quy tắc thì các em phải học thuộc trong sách giáo khoa để các em trình bày cho nó đúng nhé. Tức là điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là quy tắc moment lực thì chúng ta phát biểu như thế nào? Các em có thể, bây giờ cô sẽ mở sách giáo khoa cho các em nha. Ở đây thì cái hình này giống cái hình gì các em biết không? Lúc nhỏ chúng ta chơi bập bênh đó. Bạn nào nặng thì ngồi ở đâu? Bạn nào nặng thì chúng ta sẽ ngồi ở cái khoảng cách từ điểm O đến cái chỗ bạn ngồi nó sẽ như thế nào nha. Cái này là cho là cái bàn đi, còn cái này là cái ghế đi ha. Thì nó sẽ ngắn hơn so với bạn mà nhỏ con hơn. Bạn nào nặng, bạn nào to con thì ngồi ít thôi. Còn bạn nào nói là tao nhỏ để cho tao ngồi như thế nào? Nó ngồi cái đoạn hãy dài hơn thì hai cái mới cân bằng, thì từ lúc đó mới bắt đầu bập bênh được, đúng không? Các em qua cái quy tắc moment lực nhé. Đây. Điều kiện của một vật có trục quay cố định hay quy tắc moment lực, nó người ta yêu cầu mình phát biểu, làm tự luận là phải vậy các em, học thuộc cái này. Bây giờ học thuộc với cô luôn nha. Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các moment lực có xu hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các moment lực có xu hướng làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy thì sau khi các em học thuộc thì các em ghi vào cái quy tắc đó nha. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các moment lực có xu hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực có xu hướng làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Chúng ta chỉ cần nhớ cái chiều kim đồng hồ với ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ trình bày được cái quy tắc này. Ok. Người ta bảo mình áp dụng. Viết biểu thức điều kiện cân bằng cho trường hợp thanh AB. Đây. Có trục quay đi qua điểm O dưới tác dụng của hai lực, lực F1 và lực F2. Như vậy ở đây chúng ta ghi ra thôi. M1 phải bằng M2. Mà M1 thì bằng F1 nhân cho D1. M2, moment lực 2 thì bằng F2 nhân cho D2. Cái phần này nó cũng công thức nằm trong sách giáo khoa luôn em. Này, M bằng F nhân D nè. Đúng không? Đây, F1 nhân D1 bằng F2 nhân D2 luôn. Người ta cho mình luôn đó. Và các em khi làm bài các em để ý nè. Ví dụ như đây người ta cho D2 nha. Thì các em phải sửa lại nha. Tức là cái nhánh bên đây nhân lại phải bằng cái nhánh bên đây. Chúng ta qua tiếp bài số 2 nha. Một lò xo có độ cứng là 50 newton trên mét. Như vậy độ cứng của lò xo người ta ký hiệu là K bằng 50 newton trên mét. Có chiều dài tự nhiên là L0 bằng 20 cm.
Tác dụng một lực nén có độ lớn là F, thì chiều dài của lò xo là L bằng 18 cm. Các em phải đổi cái này ra mét hết, đổi ra chia cho 100. Tính độ lớn của lực đàn hồi, bài này thì nó nằm trong bài lực đàn hồi các em nhé. Của lò xo trong trường hợp trên thì bài này chúng ta dễ dàng lấy được 1,5 điểm, đúng không? Đấy. Các em chỉ cần giải ra thôi. Ở đây chúng ta tóm tắt ra rồi thì chúng ta giải. Các em phải nhớ có cái tóm tắt này nha. Nếu các em không tóm tắt các em phải gọi, chứ không tự nhiên các em đâu ra công thức là không được nha. Tại vì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức luôn mà các em tự nhiên các em ghi ra là không được. Đầu tiên các em sẽ tính cho cô độ biến dạng của lò xo. Bài này thì dễ, không có gì khó hết. Thuộc công thức là làm được. Độ biến dạng của lò xo tức là delta L. Tại vì sao phải trị tuyệt đối? Tại vì lúc á thì chúng ta kéo ra thì cái chiều dài của lò xo nó sẽ dài ra, đúng không? Lúc này nó dài hơn cái chiều dài tự nhiên. Còn lúc chúng ta nén lại thì cái độ dài nó sẽ ngắn hơn. Ví dụ như nó là nén lại này, đúng không? Nó sẽ ngắn hơn. Như vậy thì nếu chúng ta không làm trị tuyệt đối thì việc độ dài thì không thể là âm được. Là nó phải ra số dương, cho nên chúng ta phải ghi trị tuyệt đối bằng trị tuyệt đối của L trừ cho L0. Công thức thì các em ghi vậy thôi. Trị tuyệt đối của L là 0,18 nè, trừ đi 0,2 nè. Kết quả chúng ta trị tuyệt đối luôn là ra 0,02 m, đúng không? Từ đây chúng ta tính độ lớn. Độ lớn của lực đàn hồi là, độ lớn của lực đàn hồi chúng ta có công thức là F đàn hồi bằng K nhân cho delta L các em. Bằng K nhân cho delta L. K của chúng ta là 50 newton trên mét nè. Delta L là 0,02. 0,02 nhân 50 kết quả là bằng 1 newton. Vậy độ lớn của lực đàn hồi là 1 newton. Đó, bài 2 lấy 1,5 điểm dễ không? Quá dễ luôn, chỉ cần thuộc công thức là làm được. Chúng ta qua bài 3 nha. Một xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc đang chuyển động thẳng đều. Như vậy chỗ này cô khỏi cần bảng luôn nha. Đó luôn. Đang chuyển động thẳng đều. Như vậy chúng ta có Vero là bằng 18 km/h. Các em đổi ra nha. Đổi ra nó sẽ là 0,5. 18 chia cho 3,6 là 5 chứ. 5 m/s. Thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Lưu ý là hãm phanh nhé. Sau thời gian 5 giây. Cái bài này thì chúng ta đã làm rất là nhiều trong cái video mà chuyển động chậm dần đều. Các em lưu ý nha. Đây chỉ là một bài tập nhỏ xíu trong cái ấy của chúng ta thôi, trong video của chúng ta thôi. Chuyển động chậm dần đều sau thời gian là 5 giây. Thì vận tốc của xe các em làm, sau đó kèm đáp án cho cô nha. Bài này chúng ta đã học rồi. Vận tốc của xe là còn 9 km/h. Như vậy vận tốc ban đầu là Vero, còn vận tốc sau là 9 km/h. Tức là lúc hãm phanh sau khi được 5 giây thì nó còn 9 km/h. Chúng ta đổi ra luôn. Cái này bằng nửa cái này, như vậy là 2,5 m/s. Người ta hỏi là câu A, sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh, sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì vận tốc của xe cần 1,25 m/s. Câu A. Tức là người ta bảo mình đi tìm T, đúng không? T bằng bao nhiêu giây để cho vận tốc còn lại là 1,25 m/s. Câu B, quãng đường vật đi trong giây đầu tiên lớn hơn. Như vậy là người ta bảo là lớn hơn, như vậy chúng ta trừ ra các em. Quãng đường vật đi trong giây đầu tiên cô gọi là S1 nhé. Trừ đi cái dây cuối, tức là S cuối là bằng bao nhiêu. Đó, như vậy là trong dây thứ N rồi trong dây cuối đó nghe không? Cũng có áp dụng của bài này đúng không? Bài này là bài toán tổng hợp đó. Đang chuyển động thẳng đều rồi xong chuyển qua chuyển động chậm dần đều, rồi còn yêu cầu là tính lúc 1,25 m/s nữa. Nên là một bài toán cũng khá là phức tạp nha. Rồi.
Như vậy thì đầu tiên thì chúng ta phải chọn hệ quy chiếu. Nếu bạn nào mà vô làm luôn, không có hệ quy chiếu, gạch hết, không có điểm bài giải nha. Ui ui ui, gì thế? Chọn hệ quy chiếu. Thứ nhất, chọn hệ quy chiếu, cái đầu tiên là cái phải chọn chiều dương là chiều chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động của xe máy. Ở đây các em phải chọn gì nữa nè? Các em phải chọn gì? Góc thời gian đúng không nè? Chọn góc thời gian là lúc bắt đầu, bắt đầu hãm phanh. Nếu chúng ta chọn nhanh dần đều thì chúng ta sẽ chọn, nếu như là bài toán nhanh dần đều thì các em sẽ chọn góc thời gian là lúc bắt đầu tăng ga. Còn bây giờ chúng ta chọn góc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh. Câu A nhé, sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh? Như vậy là bài này là yêu cầu tìm thời gian đúng không em? Làm sao nhỉ? Cô đẩy lên là các em sẽ không thấy. Sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì vận tốc của xe còn 1,25 m/s? Như vậy đầu tiên các em phải đi tính gia tốc cho cô nha. Đầu tiên chúng ta có gia tốc thì chúng ta mới đi tìm tất cả những cái thời gian, những cái quãng đường được. Ở đây thì chúng ta có gia tốc của xe là gì nè. Cô sẽ làm gọn ở đây nha. Còn xíu nữa chúng ta đi xuống, cô sẽ ghi đề cho các em. Gia tốc của xe là A sẽ bằng V trừ đi V0 chia cho T bằng V của em á là 2,5 m/s trừ đi V0 là 5 chia cho T là 5. Còn thấy không em? Hai phẩy năm trừ đi năm tức là bằng trừ 2,5, trừ 2,5 chia cho 5 tức là bằng 1/2. Cái này là trừ 0,5 m/s, trừ 1/2, trừ 0,5 m/s bình. Chúng ta có A rồi, bây giờ chúng ta mới đi làm câu A. Câu B này có gia tốc rồi, bây giờ chúng ta đi làm nhé. Câu A, thời gian sau bao lâu đúng không? Thì kể từ lúc hãm phanh thì vận tốc của xe còn 1,25 m/s. Tại vì các em phải hiểu đề thì các em mới làm được, mới làm đúng được cái yêu cầu đề bài, chứ không là các em làm trật hết à. Cô ghi lại ha, sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì vận tốc của xe là còn 1,25 m/s. Đấy, như vậy thì bây giờ chúng ta, người ta yêu cầu mình đi tìm T nè. Đó, các phải đi xác định T. Mà chúng ta có gì rồi? Chúng ta có A rồi. A là bằng 0,5 m/s bình rồi. Có V chưa? Có rồi. Có V rô chưa? Có luôn. Như vậy các em đi tìm được T đúng không? Rất là dễ dàng, đúng không nào? Như vậy thì các em sẽ ghi là giải ra nha. Ở đây chúng ta ghi là T sẽ bằng V trừ đi V0 chia cho A. Cũng là từ công thức này thôi các em nhé. Đó, cô ghi ra V của chúng ta là 1,25 trừ đi V0, V0 của mình lúc nãy là 5 chia cho A là trừ 0,5. Rồi, kết quả bấm ra thôi. 1,25 trừ đi 5 chia cho 0,5 là bằng 7,5 giờ, giây, giờ chứ. 7,5 giây. Bây giờ chúng ta kết luận thôi. Vậy sau thời gian T bằng 7,5 giây thì xe máy chuyển động với vận tốc bằng 1,25 m/s
kể từ lúc hãm phanh. Rồi, chúng ta xong câu A, bây giờ chúng ta qua câu B các em. Người ta nói là quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên lớn hơn quãng đường vật đi trong giây cuối cùng là bao nhiêu. Như vậy các em đâu có biết giây cuối cùng là bao nhiêu đúng không? Chúng ta chưa xác định được là giây cuối là bao nhiêu thì làm sao chúng ta làm được. Như vậy các em phải xác định được cho cô giây cuối là giây thứ mấy. Giây cuối là giây thứ mấy. Như vậy giây cuối có phải là vật chạy đến khi dừng lại không? Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xác định là thời gian nhé. Thời gian tức là chúng ta sẽ xác định là thời gian vật đi kể từ lúc hãm phanh cho đến khi dừng lại thì chúng ta mới xác định được giây cuối. Thời gian, à, cô ghi cái đề ra đây nhé. Giây đầu tiên trừ đi s cuối là bằng bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta phải đi tìm s, thời gian cuối tức là t cuối là bằng bao nhiêu giây nè. Đó, được chưa? Sau đó chúng ta mới đi tính s S1 rồi đi tính S cuối thì chúng ta mới trừ ra. Đó là cái sườn bài của chúng ta nhé. Thời gian xe đi từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại. Mà khi dừng lại tức là V bằng mấy em? V bằng 0 rồi. Từ đây các em tính được T không? T bằng V trừ giây V0 chia cho A. V của chúng ta bằng 0, V0 là lúc nãy là bằng 5 mét trên giây. Chia cho A là trừ 0,5. Như vậy thì cái này chia cho 1 phần 2 là nhân lên là bằng 10, 10 giây. Như vậy là kể từ lúc hãm phanh thì xe đi 10 giây là dừng lại. Chúng ta nhớ nha, không có cái giây cuối rồi chúng ta không có tính được đâu nha. Như vậy các em có được đáp án là 10 giây rồi. T cuối là 10 giây. Bây giờ các em sẽ đi tính quãng đường vật đi trong giây đầu tiên. Tức là như thế này các em. Vật đi từ giây số 0 đúng không? Rồi giây số 1. Rồi đi mãi 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 đến giây số 10 thì dừng lại. Đây. Như vậy thì họ nói rằng là đi trong giây đầu tiên. Như vậy đi trong giây đầu tiên có phải T bằng 1 không em? Từ 0 đến 1 như vậy là trong thời gian là 1, 1 giây. Nhưng mà cái chỗ mà trong giây cuối là các em phải nhớ lưu ý nhé. Giây cuối thì ở đây nó phải lấy từ cái giây số 9, tức là cái T10 này, là T số 10 nó từ đi T số số 9 thì mới ra giây cuối nè. Như vậy cái S1 của chúng ta, bây giờ các em đi tìm thời gian, quãng đường mà vật đi, quãng đường xe đi trong giây đầu tiên. Trong giây đầu tiên tức là T1 bằng bằng 1 giây. Thì đây chúng ta sẽ có S1 bằng V0 nhân cho T1 cộng 1 phần 2 A nhân cho T1 bình. Em thế số vào. V0 của chúng ta bằng 5 nè. T1 của em bằng mấy? T1 là bằng 1 cộng cho 1 phần 2 A là trừ 0,5 nhân cho T1 cũng là 1 bình bình phương. Thế mình bấm ra thôi. 5 nè. Cái này là 1 phần 4. Như vậy là trừ cho 1 phần 4. 5 trừ cho 0,25 các em là bằng 4,75. Trừ 0,25 đi. Bằng 4,75 mét. Như vậy là trong giây đầu tiên thì xe đi được 4,75 mét. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm quãng đường xe đi trong giây cuối cùng nha. Quãng đường xe đi trong giây cuối cùng. Những bạn nào mà theo theo đến bài này thì các em mới may có được 8 9 điểm, chứ còn các em mới làm 20 câu trắc nghiệm các em nghỉ học rồi là không bao giờ được 7 điểm nữa đâu. Quãng đường đi trong xe trong giây cuối cùng tức là t bằng mấy em? T cuối sẽ là bằng 10, 10 giây. Như vậy chúng ta sẽ có s cuối. Quãng đường S cuối sẽ bằng quãng đường trong 10 giây trừ đi quãng đường. Cô bỏ cái này luôn đi.
Như vậy quãng đường vật đi trong giây cuối nó sẽ bằng gì? À, quãng đường vật đi trong 10 giây trừ quãng đường vật đi trong 9 giây. À, bằng gì các em? Cũng bằng công thức này luôn đúng không? Cũng bằng Vrô T10 cộng 1 phần 2 A T10 bình trừ cho Vrô T9 cộng 1 phần 2 A T9 bình phương. Rồi các em thế số vào luôn cũng được. Thế số vào cho nó đơn giản bớt nha. Ở đây chúng ta có Vrô là 5 nè, T10 là 10 nè, cộng cho 1 phần 2 A là trừ 0,5 nhân cho 10 bình, đóng ngoặc lại trừ cho 5 nhân 9 cộng 1 phần 2 A là trừ 0,5 nhân cho T9 là 9 bình. Rồi bấm máy tính ra. Bấm máy tính hay tính nhẩm cũng được. Đây là 50 nè. Cái này là 100. 100 chia cho 4 là 25. 25 như vậy trừ cho 25. Như vậy đây bằng 25. Bên đây là 45. Các em tính máy tính chắc ra rồi ha. 81 chia cho 4. Kết quả của em ở đây là bằng 0,25 mét. Đã. 0,25 mét. Từ đây các em sẽ suy ra được quãng đường mà vật đi trong giây đầu tiên lớn hơn quãng đường vật đi trong giây cuối là ba cái lời giải em nhé. Quãng đường vật đi trong giây đầu tiên lớn hơn quãng đường vật đi trong giây cuối x của chúng ta sẽ bằng x1 trong giây đầu lớn hơn x cuối, như vậy là trừ đi x cuối. X1 là 4,75 trừ đi 0,25 như vậy là 4,5 mét. Đó, đáp án của chúng ta là 4,5 mét. Như vậy là xong. Chúng ta đã giải xong đề số 1 của đề thi học kỳ môn vật lý lớp 10. Đấy. Những đề sau nó sẽ khó dần lên kia nha. Đề này chưa khó đâu. Đề này mới những kiến thức cơ bản thôi. Các em nhớ về làm lại bài số 3 nhé. Bài số 3 là bài những bạn nào thực sự hiểu về chuyển động chậm dần đề thì các em mới làm được dạng bài này. Cô chào tạm biệt các em nhé. Chúc các em ôn tập tốt.